Chào mừng các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì mình là Tuyền Hyundai Bắc Ninh. Thì hiện tại trước mặt mình đây đó là chiếc Hyundai Elantra phiên bản 1.6 turbo. Thì chiếc xe Hyundai Elantra đời mới này thì được ra mắt tại thị trường Việt Nam thì từ tháng 10 năm 2022. Thì đây là phiên bản hoàn toàn mới all new. Thì có 4 phiên bản, đó là bản 1.6 tiêu chuẩn, 1.6 đặc biệt, 2.0 đặc biệt và bản 1.6 turbo L-Line. Và đây chính là bản 1.6 turbo L-Line của dòng Elantra. Thì với kích thước hoàn toàn mới, chúng ta sẽ có chiều dài của xe là 4m675, chiều rộng là 1m825 và chiều cao của xe là 1m440. Với khoảng sáng gầm xe cũng tương đối tốt, đó là 150mm. Với chiều dài cơ sở vượt trội so với phiên bản trước, đó là 2m720, thì chúng ta sẽ có một chiếc xe trường hơn, với mang phong cách thể thao và với nhiều đường gân dập nổi vuốt dọc thân xe, cũng như chúng ta sẽ có một chiếc xe rộng hơn. Vậy suy ra là cái khoảng không gian hành khách phía sau và bên trong xe cũng sẽ rất là rộng, nó tạo cho chúng ta cảm giác ngồi thoải mái và sẽ có những cái chuyến hành trình dài cực kỳ là tiện lợi. Thì hiện tại bên mình cũng đã có sẵn một số màu, cơ bản là đủ các màu và các phiên bản cho các bạn có thể lựa chọn, như phiên bản 1.6 và 2.0. Bản L-Line này mình sẽ đang có màu trắng và màu đỏ là sẵn giao ngay. Các bạn quan tâm xin vui lòng liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình. Thì hiện tại về cái giá bán thì bên mình đang bán với giá cho các phiên bản 1.6 thường là 599 triệu, 1.6 đặc biệt là 669 triệu, bản 2.0 đặc biệt là 729 và bản 1.6 turbo L-Line này là 799 triệu. Các phiên bản mình đều được cộng tặng kèm, đó là phim cách nhiệt lưu xăng của hãng, bảo hành 10 năm, trải sàn da và bọc vô lăng. Thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sơ qua về Elantra L-Line. Thì phần đầu xe thì các bạn có thể thấy là đây là một cụm đèn pha cốt dạng LED kiểu chiếu projector cho chùm sáng hội tụ rõ nét, kèm cái hốc cản gió tạo khí động học và 4 cảm biến phía trước trên cái mặt ca lăng được nối liền với cụm đèn pha, tạo cảm giác liền mạch và thể thao. Logo của Hyundai cũng được đặt trên phần mặt ca lăng với thiết kế ngôn ngữ hoàn toàn mới. Phần la răng của xe thì xe được trang bị với 4 kích thước la răng cho các phiên bản từ 15 đến 17 đến 18 inch, và đây là chiếc la răng 18 inch của bản L-Line. Chiếc la răng này cũng được sơn bóng và được phay xước cực kỳ là thể thao và sang trọng. Đến phần thân xe, chúng ta sẽ có tay nắm cửa cùng màu thân xe, tích hợp nút bấm mở khóa này. Rồi cũng sẽ có những đường gân dập nổi dọc theo thân xe, cực kỳ là khỏe khoắn. Phần đèn hậu thì chúng ta có cụm đèn hậu dạng LED nối giải liền, tạo cảm giác liền mạch và thể thao. Cam lùi cũng được tích hợp trên logo và có 4 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cùng cản sau được sơn bóng cực kỳ là bắt mắt. Về phần cốp thì với chiều dài cơ sở và chiều dài của xe tốt thì chúng ta sẽ có một cái khoang hành lý cực kỳ là rộng rãi, với cái dung tích mình cũng không nhớ nhưng mà đâu đó khoảng hơn 500 lít thì hoàn toàn có thể đáp ứng được rất nhiều những cái nhu cầu của các bạn khi chở hàng cũng như là mang vác hành lý. Rồi cùng đến với phần nội thất của xe. Thì vào phần nội thất của xe thì chúng ta sẽ có 2 tông màu nội thất chủ đạo, đó là đen và đen chì đỏ. Mình vừa đóng cánh cửa thì các bạn có thể thấy là cái cánh cửa của xe rất là đầm và chắc, được thiết kế gia cố rất là chắc chắn để chịu được những cái lực và cái độ bền nhất định của xe. Thì chúng ta cũng sẽ có loa, cũng được thiết kế thể thao và có loa ở cánh cửa. Phần chế độ lái, phím bấm chế độ lái, chúng ta sẽ có 4 chế độ lái như là Eco, Sport, Thể thao này, Smart là chế độ lái thông minh, Normal là chế độ lái bình thường. Trên chiếc màn hình đa thông tin này, các bạn có thể thấy là giống với cả xe 1.6, giống với cả xe Tucson từ phiên bản đặc biệt trở lên. Đó, màn hình đa thông tin 12,5 inch cùng kèm màn hình giải trí cũng là được trang bị kích thước 12,5 inch.
Lấy chuyển số được tích hợp trên vô lăng cùng vô lăng bọc da bốn chấu. Thì cái ngôn ngữ thiết kế mới của Elantra đó là thể thao gợi cảm. Thì các bạn có thể thấy là Elantra rất đầu tư cho khoang lái với những cái viền, cái thanh viền bo tròn, rồi ghế lái bản 1.6 turbo rất là ôm sát với cả tài xế và người điều khiển xe, thì cho cảm giác lái cực kỳ là thể thao. Nút start top cũng được đặt ở vị trí như vậy. Chúng ta sẽ có điều hòa tự động hai vùng độc lập, rồi có thông gió và làm mát ghế, sưởi ấm ghế cho hàng ghế phía trước, có sạc không dây, có sạc không dây chuẩn quy. Và có cổng sạc 12V công suất lớn 180W. Rồi chúng ta cũng sẽ có những cái trên phiên bản Elantra mới này thì phanh tay đã được chuyển sang phanh tay điện tử và có giữ phanh auto hold, có bật tắt cảm biến. Cần số thì cũng được bọc da và có những cái viền chỉ đỏ. Cùng đến với cả hàng ghế thứ hai của Elantra thì các bạn thấy hàng ghế thứ hai cực kỳ là rộng rãi. Có một khoang hàng ghế thứ hai rộng rãi kèm một cái vị trí rất lớn để cho chúng ta để chân với chiều dài cơ sở tốt, với độ nghệ ngả lưng ghế phù hợp. Và chất liệu ghế da thì là ghế da cao cấp. Cửa gió điều hòa thì cũng được trang bị cho hàng ghế thứ hai. Về phần động cơ của xe thì các bạn có thể thấy đây là phiên bản 1.6 turbo. Thì chúng ta sẽ có một cái hệ số công suất lớn, đó là 204 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng trên phút. Và chúng ta sẽ có moment xoắn cực đại, đó là 265 Nm. Hộp số của xe được dẫn động với hộp số 7 cấp ly hợp kép cho chuyển số êm ái và sang số mượt mà hơn. Về hệ thống treo thì xe được trang bị hệ thống treo đặc biệt cho bản L-Line, đó là treo trước và treo sau đều là treo độc lập. Treo trước là treo độc lập MacPherson và treo sau là treo độc lập với liên kết đa điểm. Thì hiện tại các bạn quan tâm đến Elantra của tất cả các phiên bản thì xin lòng với liên hệ với Tuyền qua số điện thoại để trên màn hình. Thì hiện tại Elantra mình cũng có đủ các màu sẵn giao. Thì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi channel. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.